học ở đây thì không có miếng phấn nào luôn. Ngày mới lại lên thì em lại tiếp tục đi bắt ong đó mọi người. Em chào tất cả mọi người nha, rất vui gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay em lại tiếp tục là đi bắt ong tiếp cả nhà ơi. Nhưng mà nay em không có đi trên đồi núi nữa, nay em đi ở cái khu vực gần nhà, tại vì chiều em còn có việc nữa cả nhà. Hôm nay em vô đây cũng trễ lắm, giờ cũng 9 giờ rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ đi kiếm ong, cũng hy vọng là sẽ gặp được nhiều ổ lớn để quay cho cả nhà xem. Chứ ong nhỏ quá thì quay cũng không muốn quay, mà coi cũng không muốn coi nữa nha, rất là mệt nản nữa. Rồi bây giờ em sẽ đi bắt ong nha, khi nào mà gặp được ổ nó hì hì đó thì em quay cho cả nhà xem. Rồi đi thôi cả nhà, đi xung quanh mấy cái hồ này nè mọi người. Em đi tới cái khu vực này nè mọi người, thì em thấy hoa mắc cỡ nở rất là nhiều nè. Và em đứng em nhìn lên một hồi á, thì em đã thấy nó bắn trực tiếp về hướng bên đây nè cả nhà, cái hướng hồ này nè. Thì bây giờ em sẽ đi kiếm nha, chắc chắn sẽ có rồi cả nhà. Bắt ong nước thì em bắt cũng được, chứ còn ong mà nó ăn bông vậy cũng khó kiếm. Còn nó ăn thì đầy đây nè, này cũng tầm khoảng 4-5 ổ cả nhà. Để em kiếm nha, khi nào gặp em quay cho cả nhà xem. Sau khi mà tìm kiếm khá là lâu rồi cả nhà, thì em đã đi qua biết bao nhiêu là nương rẫy rồi đó, giờ em mới thấy được một ổ này. Ai à. Tổ ong này cả nhà. Wow, tổ ong đẹp quá. Nhà cái tổ ong quá đẹp luôn nè. Không thấy được, làm sao để sáng được ta. À đây này, đây tổ ong quá bự luôn nha. Nhưng mà cái cục mặt nó không được nù cho nhiêu. Nói chung thì ổ này cũng ok hết, đẹp đẹp cả nhà, quá đẹp luôn rồi. Chê gì nữa, chê chỗ nào nữa chứ. Rồi em dắt vô tiếp tục đi thôi cả nhà, mặt quá đẹp luôn nè. Ong là một đống nè. Mặt đẹp quá nha cả nhà. Em đứng đây rồi nè, nhìn lên vẫn không thấy cả nhà. Nói cái lùm này đẹp như dây mà nó không có ong thì nó đi không đúng. May mắn là vô em gặp được một ổ cả nha. Rồi nhắc vô tiếp tục à, đi kiếm ổ khác. Em đã tìm trên bờ đó cả nhà, không thấy ổ nào. Tới đây em thấy có mấy con nó lấy nước ở đây này, mà sao giờ không thấy con nào nữa cả nhà. Hồi nãy nó lấy nước ở đây nè. Là nếu như mà ổ nó ở xa thì bắt buộc nó phải bay lên cái hướng này nè, cái hướng trống này nè. Đường này nó lại chui thẳng vô đây cả nhà, nó bay thẳng vô cái hướng này nè. Đó. Thì lập tức em sẽ kiếm xung quanh đây này. Nhưng mà không có cả nhà. Em vừa đi tới đó đó, nhìn lên chỗ cái lùm cỏ kia kìa mọi người.
có một tổ. Cũng không biết được là lớn hay nhỏ, nhưng mà em nghĩ khả năng ổ này về lâu rồi. Tại vì ong nó đã đi hút nước từ đây lên đây mà nó bay trong cái đường, trong cái lùm le kia bay ra là khả năng là nó về lâu rồi cả nha. Chỗ cái lùm cỏ này nè. Đó. Bây giờ em để em coi thử nha mọi người. Thấy chỗ đó đó cả nhà, ong đực bay rất là nhiều. Chắc là ong đực nó vô không được nên em mới phát hiện được thôi chứ. Không biết là lớn hay nhỏ này. Em cái chén này mất công không biết. À, con bự cái nha. Ủa về lâu quá lâu luôn, hèn gì nó vắng lên đây. Nó vắng kiểu quen thuộc á cả nhà, nó quay đường tắt. Ở đây thì không có miếng phấn nào luôn. Khả năng là trong cái lùm đâu đây còn ổ nữa. Tại vì ổ này ổ bự này. Lấy nước là chết. Có tổ thì nó lấy nước rất là xa đó cả nhà. Này được hai tổ rồi cả nhà. Được đây một tổ với trong vỏ cái một tổ. Một tổ lùm le đó cả nhà. Và bây giờ em dắt vô tiếp tục đi kiếm một khác cả nhà ơi. Em đã bắt cái tổ ong trên cái cây dúi rừng này xuống rồi cả nhà nè. Mật thì cũng được thôi cả nhà. Rồi tiếp tục đi thôi. Trên này có một tổ ong nè mọi người. Có dấu ong nào cắt đây rồi nè. Dấu này dấu hôm qua gì vậy? Chắc là tổ này mới về, ổng không có bắt. Ổng tưởng là mới về, nhưng mà thực ra ổ này là ổ ong đực cả nhà.
Mật phun luôn cả nhà. Mật phun luôn. Rồi, giờ em dồn chung vô với cái tổ nhỏ nhỏ này luôn. Rồi, tiếp tục đi cả nhà. Trong này có một tổ này mọi người. Dài quá. Tuy là hôm nay không có được nhiều như hôm bữa cả nhà, nhưng mà em cũng cố gắng ngày nay đi quay clip cho cả nhà xem. Tại vì chiều em còn bắt công việc, em phải lên trên Xuyên Mộc cả nhà, Xuyên Mộc đi đám. Nên là em cố gắng em quay cho cả nhà xem được những cái ổ ong mà nó em tìm được cái buổi sáng ngày hôm nay nha mọi người. Thì sáng giờ em quay được bắt được 3 ổ, đây thêm ổ nữa. Đó. Rồi em dắt xe, dắt vô em đi dài dài lên xe cả nhà. Bây giờ cũng 12 giờ rồi cả nhà. Khi lên xe mà gặp được ổ nào nữa em quay cho cả nhà xem tiếp nha. Trong cái lùm le này có một tổ nè mọi người.
còn non cả nhà. Cục mật thì cũng ngon lắm cả nhà nè, nhưng mà sao ông ở đây nó không có nù gì đó, lép xẹp vào cả nhà ơi. Ê, nó không có nù, nó cứ lép lép vậy nè. Keo mà nó dính, ong cũng dính luôn. Này giết nó luôn chứ sao giờ. Rồi, được thêm một tổ nữa mọi người. Đúng quá. Mật cũng ok lắm này, nhưng mà nó không có nù. Rồi, dắt vô. Giờ cũng đã chiều rồi cả nhà ơi. Thì em cũng tạm dừng clip tại đây luôn. Thành quả của em ngày hôm nay được có nhiêu đây tổ thôi cả nhà ơi. Còn bây giờ thì nhỏ to gì dù lại được nhiêu đây tổ cả nhà. Còn giờ em về đi dự đại hội võ lâm cả nhà. Võ lâm ở trên Xuyên Mộc á, nơi mà tụ tập các cao thủ Bắc Ông hay nhất hiện tại đó cả nhà. Thì em cũng được một lời mời cho nên là em cũng đi giao lưu cho với các anh em cho vui chứ cả nhà. Rồi, anh chị em mà xem video của em mà yêu mến yêu quý em mà thấy eco đó thì cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo nha.